tăng mấy hôm rồi, nhưng mà vì cũng chưa có dịch Covid nên là nó chưa công bố được. Thì ở đây có em Văn Anh, em Nhung, em Oanh. Mời ba em đứng dậy. Văn Anh, Nhung, với vậy u thế nào con em vội vàng quá mau cái gì đấy câu là người đàn ông cái gì đây nào anh hỏi lắm anh có bao nhiêu trái tim em giờ đã quên buồn chiều xin đừng quên tổ chức buổi lễ đây cả ta nhân tổ chức chương trình này vâng xin mời chú Quyền với chú ấy thuyết đứng dậy giờ làm anh cũng này nhé tổ chức đâu đứng dậy cắm hoa với nhau